Tối 30 tháng 4 trên Facebook cá nhân, diễn viên Vũ Việt Hoa Công khai loạt ảnh cưới cùng bạn trai Vương Trọng Chí. Nữ diễn viên từng chia sẻ, cô và bạn trai cùng sinh năm 1996, học cùng lớp diễn viên kịch, điện ảnh tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và yêu nhau đã 5 năm. Cô cũng tiết lộ, đây chưa phải bộ ảnh cưới chính thức nhưng vẫn mang tính chất để kỷ niệm tình yêu. Trong bộ ảnh, cặp đôi diện thiết kế đen trắng tôn sơ tôn tạo sự đồng nhất. Việt Hoa chọn cho mình thiết kế váy lệch vai tạo thêm điểm nhấn, với dáng sẻ khoe đôi chân thon gợi cảm. Bởi vậy, dù không cần họa tiết hay màu sắc sặc sỡ vẫn khiến người diện nổi bật. Trong khi đó, Trọng Chí cũng diện thiết kế vest đen cổ điển, lịch lãm. Việt Hoa bật mí cả hai vẫn còn trẻ, nên đám cưới dự định sẽ được tổ chức trong 1-2 năm tới. Nói về nửa kia, nữ diễn viên quê Yên Bái tâm sự, để nói về nửa kia của mình thì mình phải cảm ơn Chí nhiều lắm. Chí là người luôn đồng hành cùng tôi mọi lúc mọi nơi, luôn chia sẻ với tôi mọi điều, thông cảm, ủng hộ tôi trong công việc. Điều quan trọng nhất là chúng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau. Trong khi đó, Trọng Chí chia sẻ với rằng, câu chuyện tôi và Việt Hoa luôn diễn ra theo kiểu tâm sự và chia sẻ. Việt Hoa hay tôi đều không phải là người hay rào trước đón sau. Chúng tôi thẳng thắn nói chuyện và chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống và nghề nghiệp. Tôi và Việt Hoa hiểu nhau. Hơn nữa, cả hai cùng làm nghệ thuật nên hiểu rất rõ tính chất đặc thù công việc của nhau. Việt Hoa sinh năm 1996, được biết đến qua các phim Cô Gái Nhà Người Ta, Những Ngày Không Quên, Tình Địch của Phương Oanh, Trong Hương Vị Tình Thân và mới đây nhất là Anh Có Phải Đàn Ông Không? Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.